Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được văn bản số 8165 ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu hoàn chỉnh lại dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2014. Như vậy, đây là lần thứ 6 Bộ Giao thông Vận tải phải sửa lại dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước khi trình lên Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục với câu chuyện của dự thảo thay thế nghị định số 86, phần 3 chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Dự thảo thay thế nghị định 86 năm 2014 nhìn từ góc độ điều kiện kinh doanh sẽ phân tích sâu hơn câu chuyện này với góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế và các luật sư. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, việc sửa đổi nghị định số 86 được khởi động từ tháng 2 năm 2016 sau khi Bộ Giao thông Vận tải tổ chức 3 hội thảo đánh giá việc triển khai thực hiện nghị định số 86 năm 2014 tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam với sự tham dự của 63 sở giao thông vận tải, đại diện các hiệp hội vận tải ô tô, Hội An toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Cảnh sát giao thông và đại diện các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách trên địa bàn cả nước. Tính đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã 5 lần trình dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86. Theo đánh giá, nếu chỉ xét về các điều kiện kinh doanh mà chính phủ đang nỗ lực đơn giản hóa, thì dự thảo gần đây nhất ngày 31 tháng 7 năm 2018 này, trong khi bớt được một điều kiện kinh doanh thì lại thêm vào tới 5 điều kiện kinh doanh. Nhìn nhận về bản dự thảo nghị định trình chính phủ lần thứ 5 vừa qua của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực cho rằng dự thảo nghị định cắt bỏ được 12 điều kiện kinh doanh thì lại thêm vào 85 điều kiện kinh doanh khác để trói doanh nghiệp, chứ không phải mở 12 điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ trong dự thảo theo tổng hợp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra ngày 21 tháng 8 như bãi bỏ một điều kiện kinh doanh về cấp, đổi, thu hồi biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch. Bãi bỏ 6 điều kiện kinh doanh quy định kinh doanh vận tải bằng ô tô phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt. Bỏ quy định yêu cầu nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Bỏ quy định người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 3 năm trở lên. Bãi bỏ 2 điều kiện kinh doanh đối với điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 km trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu. Bãi bỏ 1 điều kiện kinh doanh quy định điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Bãi bỏ 2 điều kiện kinh doanh quy định điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi như doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đăng ký và thực hiện sơn biểu trưng logo không trùng với biểu trưng đã đăng ký của đơn vị kinh doanh vận tải taxi trước đó và số điện thoại giao dịch cho các xe thuộc đơn vị. Tuy nhiên, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng số điều kiện kinh doanh đã bãi bỏ như trên là chưa đủ và chưa thực sự gỡ bỏ được những quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong cái nghị định 86 sửa đổi thì nó cũng có thay đổi về cái niên hạn, rồi cũng có là những cái một số cái liên quan đến cái việc mà trong cái quá trình mà đào tạo lái xe, nhưng nó vẫn còn chờ những cái quy định cụ thể sau này nó mới cụ thể hóa được. Nên thành ra là hàng loạt các vấn đề như tôi nói là nó vẫn chưa cụ thể. Có những cái điều kiện cần thiết nhất để đưa vào thì lại không đưa vào. Cứ nói rằng là giảm đi các điều kiện kinh doanh. Tôi xin nói rằng nghị định 86 có 51 điều kiện kinh doanh, chỉ riêng taxi vẫn giữ nguyên 13 điều kiện. Theo nghiên cứu của CM, dự báo thay thế nghị định 86 mặc dù đã bỏ 12 điều kiện kinh doanh nhưng lại bổ sung thêm 85 điều kiện kinh doanh. Điều đáng nói là cơ quan soạn thảo đã lồng ghép các điều kiện kinh doanh vào quy định về thủ tục hành chính. Có thể lấy ví dụ như đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép kinh doanh 3 tháng khi vi phạm một trong các nội dung sau. Trong thời gian 1 tháng, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tổ chức đón trả khách thường xuyên hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê,
hợp tác kinh doanh hoặc tổ chức vận tải khách trên một tuyến cố định theo lịch trình công bố trước. Hay quy định hướng dẫn về hợp đồng vận tải nhưng lại chứa đựng điều kiện kinh doanh bổ sung, cụ thể như đơn vị kinh doanh vận tải phải đăng ký phần mềm kết nối hợp đồng vận tải điện tử với Bộ Công Thương trước khi thực hiện. Được Bộ Công Thương xác nhận đã hoàn thành thủ tục đăng ký ứng dụng, cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử theo quy định. Phải thông báo về Sở Giao thông Vận tải, nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải các nội dung tối thiểu của phần mềm hợp đồng vận tải điện tử trước khi thực hiện gồm đơn vị kinh doanh vận tải, tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, thông tin về đơn vị cung cấp phần mềm, tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, địa chỉ trang web hoặc ứng dụng truy cập vào phần mềm. Giao diện chính của phần mềm gồm giao diện dành cho đơn vị kinh doanh vận tải, giao diện dành cho lái xe và giao diện dành cho người thuê vận tải. Quy trình giao kết hợp đồng, nội dung mẫu hợp đồng vận tải điện tử mẫu, quy định về tiếp nhận, giải quyết, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của hành khách, số điện thoại liên hệ tiếp nhận, giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo của hành khách. Thậm chí là trong cái định nghĩa và trong cái định nghĩa về định nghĩa là quy định chung đó mà cũng bổ sung thêm các điều kiện kinh doanh ẩn vào trong cái định nghĩa. Hơn nữa, dù là dự thảo nghị định trình chính phủ nhưng những định nghĩa, khái niệm và quy định đưa ra khá lập lờ, khó hiểu, thậm chí là không rõ ràng, khiến những đối tượng sẽ chịu tác động của nghị định hoang mang. Trong số 85 điều kiện kinh doanh bổ sung, có tới hơn 20 điều kiện kinh doanh được quy định theo kiểu quy định của Bộ trưởng Giao thông Vận tải như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về xây dựng thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và lộ trình áp dụng quy trình bảo đảm an toàn giao thông đối với bến xe ô tô, quy định nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông. Hay xe ô tô phải có bảng hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đơn vị kinh doanh vận tải phải lập, cập nhật đầy đủ các nội dung vào lý lịch phương tiện của đơn vị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đơn vị kinh doanh vận tải phải lập, cập nhật đầy đủ các nội dung vào lý lịch lái xe kinh doanh vận tải của đơn vị và kết nối dữ liệu lý lịch lái xe thông qua phần mềm quản lý lái xe kinh doanh vận tải của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đối với cả doanh nghiệp và chuyên gia, quy định kiểu như thế này tất yếu sẽ dẫn đến những điều kiện kinh doanh kiểu con cháu kèm theo và đến lúc ấy doanh nghiệp cực kỳ khó thực hiện. Trong 85 điều kiện kinh doanh này thì có 64 điều kiện kinh doanh là bổ sung thêm và 21 điều kiện kinh doanh là quy định chung là cần phải quy định theo do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định. Và nếu như cái điều kiện kinh doanh mà yêu cầu là theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì nó còn chứa đựng nhiều cái điều kiện kinh doanh bên trong đó nữa. Chính vì thế mà không phải chỉ dừng lại ở con số là 85 điều kiện kinh doanh mà có thể còn lớn hơn rất là nhiều. Thì trong dự thảo nghị định á, chúng tôi xin lỗi là Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế cũng đã đề cập là 21 cái vấn đề mà sẽ do cái Bộ trưởng sẽ quy định cụ thể. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hệ thống tới 22 điều mà sẽ được cụ thể hóa và một nghị định mà lại còn có hàng loạt các thông tư sau này để có thêm 22 điều cụ thể hóa nữa với cách làm như giai đoạn vừa qua. Đó là điều chúng tôi rất lo lắm ạ. Dường như rằng cái dự thảo nghị định mới lại còn đưa ra nhiều điều kiện kinh doanh hơn nghị định giao cũ. Tất nhiên không phải cứ nhiều mà là xấu nhé. Không phải cứ nhiều mà là xấu. Nhưng mà thực sự chúng ta thấy rằng ít nhất là nhiều như vậy, nếu nó thêm một vài còn được, nó thêm bằng chục như vậy thì theo tôi cũng phải xem xét. Chứ bằng cái khác cũng nhiều này tôi thấy phải xem xét. Nó là sự hoán đổi vị trí thôi. Thay vì trước ông các hàng chục điều kiện kinh doanh, ông đưa cái điều tên là điều kiện kinh doanh thì bây giờ ông đưa một điều khác. Bản chất cũng là cái yêu cầu chứ đòi hỏi cái na ná như điều kiện kinh doanh. Đánh giá chung, dự thảo thay thế Nghị định 86 đang đi ngược lại mong muốn, yêu cầu của chính phủ về cải cách hành chính, về điều kiện kinh doanh, thậm chí đi ngược lại mong muốn mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Sau khi nhận được văn bản số 8165 của Văn phòng Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 2018 vừa qua, trong đó gửi kèm theo văn bản góp ý của một số cơ quan, đơn vị và định hướng một số nội dung cần hoàn thiện để Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, hoàn chỉnh lại dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2014. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam ra soát hoàn chỉnh lại dự thảo nghị định
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng, hoạt động vận tải, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải. Đặc biệt là các nội dung mà Văn phòng Chính phủ đã định hướng xem xét tại văn bản số 8165 trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 20 tháng 9 năm 2018. Vậy lý do nào khiến dự thảo phải sửa lại tới lần thứ 6? Và nếu sửa thì nên sửa theo hướng thế nào? Mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Lý giải nguyên nhân vì sao cần phải hoàn thiện lại lần thứ 6, dự thảo thay thế Nghị định 86. Các chuyên gia đều cho rằng dự thảo lần 5 vẫn lấy cách thức cũ áp đặt cho phương thức kinh doanh mới để giải quyết bất cập hiện tại. Nội dung của dự thảo chưa có những đổi mới cần thiết, chưa đủ mạnh theo tinh thần chính phủ kiến tạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, cũng như chưa thể hiện được tinh thần cởi trói cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Thậm chí còn có quan điểm cho rằng dự thảo chặt chẽ hơn, siết chặt hơn nhưng lại lúng túng hơn, xa rời thực tiễn hơn và mang lại ít hiệu quả hơn. Nếu như nó chỉ hạn chế quyền tự do kinh doanh thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận, vì sao? Thì luật nói rõ rồi. Bị cấm này, bị hạn chế này trong những điều kiện hiến pháp, luật đầu tư quy định này khác, vì lợi ích công cộng, vì trật tự an toàn thông, vì để đỡ chết người, vì đỡ ách tắc chẳng hạn thì cũng có lý, nhưng ở trường hợp này tôi cho rằng là nó không xuất phát từ đây, nó không giải quyết vấn đề đấy. Có phần đấy, nhưng cái nguy hiểm nhất là những cái dự thảo, những cái điều kiện, những cái công chúng đưa ra này thì ngăn cản sự phát triển, ngăn cản sự tiến bộ, ngăn cản cái hội nhập cái công nghệ. Đối với bản dự thảo sửa đổi cái nghị định 86 này thì những cái vấn đề bất cập và những cái vướng mắc trong cái kinh doanh vận tải bằng ô tô thì chưa được giải quyết. Bên cạnh đó thì là bổ sung thêm rất nhiều cái điều kiện kinh doanh hoặc là những cái rào cản kinh doanh đối với doanh nghiệp. Một cái điểm đáng lưu ý nữa là trong ví dụ như trong cái tờ trình của Bộ Giao thông Vận tải thì lại có một những cái thông điệp như là cần phải siết chặt những cái hoạt động kinh doanh vận tải, thì đây là những cái điều, những cái lập luận mà chúng tôi nghĩ rằng là không phù hợp và nó đi ngược với cái bối cảnh cũng như là đi ngược với cái yêu cầu chung của cải cách mà chính phủ đã theo đuổi trong những năm gần đây. Chính sách sẽ nhanh chóng lạc hậu, khó đáp ứng yêu cầu thực tế nếu không dự liệu được thị trường ngay trong quá trình xây dựng chính sách. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định 86 vẫn chủ yếu bám vào Luật Giao thông Đường bộ, ban hành năm 1986, đặt các quy định mới trong bối cảnh cũ, với cách quản lý cũ, trong khi thực tế hơn 10 năm qua đã có rất nhiều thay đổi. Hiện Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 cũng đang bắt đầu quá trình lấy ý kiến để sửa đổi và thời gian dự kiến trình thông qua vào quý 4 năm 2020. Do đó, nghị định thay thế nghị định 86 trong thời gian tới phải đảm bảo được các yếu tố, đó là khắc phục được những tồn tại, hạn chế hiện nay, đảm bảo một môi trường cạnh tranh, thông thoáng, bình đẳng cho các doanh nghiệp và phải dự liệu được sự phát triển của ngành vận tải trong 10 đến 20 năm tới. Xe dù bến cóc, tất cả cái trang đó, vậy thế nào là xe dù bến cóc? Và phía sau của cái từ xe dù bến cóc lại là những câu xe hợp đồng và xe du lịch. Có phải là các anh ý định là mà hàm chứa là xe dù bến cóc là xe du lịch hay xe hợp đồng? Không phải. Xe tuyến cố định các anh dừng đỗ không đúng điểm dừng, các anh bắt khách dọc đường, đấy có phải là xe dù bến cóc không? Định danh lại các loại hình kinh doanh sát với thực tiễn, phải định danh lại. Ví dụ bây giờ taxi truyền thống hay là taxi gọi là công nghệ, những khái niệm nó chưa thực sự là chính xác. Các cái định danh lại các loại hình, cũng như là xe hợp đồng, khi thì xe dù, khi thì xe trá hình, khi thì xe hợp đồng, chúng ta chưa có một cái định danh cụ thể cho từng loại hình. Chúng ta phải tiến hành định danh lại. Cái thứ hai là chúng ta phân định các loại hình rõ ràng, có thể tăng, không nhất thiết là giảm. Loại hình có thể tăng, nhưng mà chúng ta trên tinh thần là cởi mở, cởi trói cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải được chủ động, sáng tạo và ứng dụng các biện pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp. Các mô hình mới nó sẽ đến càng ngày càng nhiều, như nó đã phát triển ở trên thế giới. Cái vấn đề chính là khi có mô hình mới thì hệ thống quản lý của nhà nước phải nghĩ ra công cụ quản lý thích hợp nếu như mình quản lý nó. Nếu Việt Nam chưa có cách làm thì học hỏi các nước họ đã làm như thế nào. Các doanh nghiệp vẫn cho rằng là cái nghị định 86 hay là các quy định về lĩnh vực giao thông vận tải thời gian tới thì cần theo hướng là tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, trao quyền nhiều hơn cho họ và nhà nước đặt ra các tiêu chuẩn giám sát luật chơi. Cái vai trò mà can thiệp trực tiếp chẳng như nhà nước phê duyệt các phương án kinh doanh, phê duyệt luồng tuyến, đặt ra rất là nhiều những cái giấy phép con thì có lẽ là tạo ra
những khó khăn rất là lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh. Tôi cho rằng là với cái quan điểm, với cái cách thức như thế thì ít nhất ta phải bỏ được ít nhất là 1/2 các cái điều kiện dưới dạng này trói buộc trong cái dự thảo này. Như thế thì nó không những là giải quyết được cái taxi công nghệ, taxi hiện đại, taxi mới, mà nó giải quyết được những cái bức xúc của các taxi, các anh Mai Linh hay là Vinasun của các cái hội vận tải trước cái này là phản đối. Chúng tôi được vinh dự và trách nhiệm cùng phối hợp các cơ quan trong bộ và bộ ngành về tiếp thu một cái nghị định trong bối cảnh của cái mà công nghiệp 4.0 rất quan trọng, đã gọi là cách mạng của thời đương đại, của đó là một cái hay cũ và như đồng chí viện trưởng có nói là nó xuất hiện khái niệm mà trước đây chúng ta ít khi gặp phải, đó là khái niệm về sáng tạo phá hủy, sự phá hủy sáng tạo. Cái sáng tạo đấy nó tạo ra một sự phá hủy rất ghê gớm. Điều quan trọng là đối với cơ quan quản lý nhà nước chúng ta thì rất để chúng ta tiếp thu những ý kiến nào và chúng ta cũng chưa tiếp thu ý kiến nào, để làm thế nào chúng ta vẫn tiếp tục kế thừa phát huy được những cái truyền thống tốt và cũng không triển tiêu cái mới. Thì đấy là tinh thần chủ đạo của ban soạn thảo chúng tôi. Hiện nay trên thế giới đã có những quốc gia chuyển mục tiêu chính của ngành kinh doanh vận tải từ an toàn sang mục tiêu thứ hai quan trọng hơn là thương mại và kinh tế, coi lĩnh vực vận tải là ngành quan trọng thúc đẩy kinh tế và sự thịnh vượng. Do đó, việc sửa Nghị định 86 có lẽ cần phải tiếp cận theo xu hướng thế giới, phải tách bạch được mục tiêu giữa an toàn, trật tự trong giao thông với hoạt động kinh doanh vận tải. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, có bạn Trần Tuấn Anh ở địa chỉ email tuấnanhtrần@gmail.com có gửi email về chương trình và hỏi: công ty tôi đã thành lập chi nhánh tại khu vực miền Bắc. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động thì công ty tôi muốn đổi địa điểm sang chi nhánh hoạt động là phía Nam. Vậy làm thế nào để có thể công ty tôi chấm dứt được hoạt động khu vực chi nhánh phía Bắc? Mời luật sư trả lời ạ. Thứ nhất, công ty của bạn hoàn toàn có quyền được mở chi nhánh hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh. Nếu công ty bạn muốn chấm dứt hoạt động chi nhánh thì bạn phải họp đại hội đồng cổ đông nếu công ty của bạn là công ty cổ phần, họp hội đồng thành viên nếu công ty của bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Sau khi họp đại hội đồng cổ đông hoặc họp hội đồng thành viên mà các thành viên trong phiên họp đồng ý thì bạn phải có biên bản họp thống nhất về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Sau khi có biên bản họp thống nhất về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, bạn phải ra quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh và bạn gửi kèm quyết định cùng với biên bản họp và thông báo gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận cho hoạt động chi nhánh của bạn. Trong thông báo của bạn, bạn phải nêu rõ về ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và nội dung của việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Đồng thời, trong hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, bạn cũng phải có biên bản về việc các chủ nợ liên quan đến chi nhánh đó, về vấn đề người lao động và chế độ của người lao động liên quan đến chi nhánh sau khi chi nhánh chấm dứt hoạt động. Thưa luật sư, có bạn Trần Hằng ở địa chỉ email trầnhằng@gmail.com có hỏi: thưa luật sư, rất mong luật sư tư vấn giúp tôi một thủ tục như sau. Tôi muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì phải làm những thủ tục như thế nào? Cảm ơn luật sư ạ. Cảm ơn bạn Trần Hằng đã hỏi. Với nội dung câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất, bạn chưa nói rõ cho tôi là bạn muốn thành lập loại hình doanh nghiệp nào, hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc công ty cổ phần, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hay doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, để thành lập được công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải thì trước tiên bạn phải xin giấy phép thành lập doanh nghiệp. Sau khi bạn thành lập xong doanh nghiệp, sau khi bạn có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư thì bạn chuẩn bị hồ sơ để xin giấy phép kinh doanh vận tải nộp vào Sở Giao thông Vận tải. Hồ sơ xin cấp phép kinh doanh vận tải nộp vào Sở Giao thông Vận tải gồm có đề án thành lập đề án kinh doanh vận tải và có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ của người đại diện pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải. Sau khi Sở Giao thông Vận tải xem xét hồ sơ của bạn, nếu hồ sơ của bạn đủ điều kiện thì Sở Giao thông Vận tải sẽ cấp phép kinh doanh vận tải cho bạn. Và sau khi đủ giấy phép của Sở Giao thông Vận tải với
giấy đăng ký kinh doanh thì bạn hoàn toàn có quyền được kinh doanh lĩnh vực vận tải mà bạn đã đăng ký. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.